xuyên qua hải tặc thế giới cát, thu được hư vọng đại đế bái lạc cương cùng loại trái cây năng lực. Hơn nữa có thể ở vô số tương lai bên trong, hóa thân tương lai Nika. Các tuân theo quan niệm lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác. Trước mặt chát ló linh linh, một chân dẫm nát ảnh chụp nữ tu sĩ, cũng dùng chân nghiền nát, thuận miệng tui một ngùng ở trên ảnh chụp bị hỏng. Trước mặt hương khắc tư tóc đỏ, một đao đem ô tháp đâm một cái ô tháp đối diện, cũng dùng thi thể lau lau đao, Đối với tóc đỏ lộ ra một nụ cười hiền lành. Trước mặt Andoro, đem cái gọi là người nhà quan trọng của hắn thiên đao vạn quả. Trước mặt trâu bạc, hành hạ đến chết con trai hắn. Trước mặt Lộ Phi, đem đồng bọn của hắn. Trước mặt nữ đế, đem nàng. Nhiều năm sau. Hóa thân Nika Lộ Phi muốn đánh nổ cát, lại không muốn cát than nhẹ một tiếng, trực tiếp hóa thân tương lai Nika, đánh nổ Nika Lộ Phi. Kỳ thật ta mẹ nó cũng là ni tạp a à, thôi diễn qua vô số tương lai trở thành ni ca tương lai các nói như thế mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một baragan đại đế cùng kiểu mục nát vạn vật bạn đang nghe tại truyện chấm audio tài phú danh lợi quyền thế từng có được trên thế giới hết thảy hải tặc vương gông dê roger trước khi chết một phen nói kéo ra đại hải tặc thời đại mở màn lịch hải viên 1518 biển tây đảo bulogen đảo canh phòng nghiêm ngặt bến cảng chỗ tất cả đều là mafia tuần tra trú binh hiển lộ ra hôm nay không bình thường nơi cư trú của gia tộc mafia gotha là gia tộc mafia thống trị ba hòn đảo ở tây hải nơi này không tính là lớn nhưng bởi vì đảo bulogen gần cửa vào đảo điên đảo xem như là một trong những yếu địa chiến lược tuy rằng khống chế ba hòn đảo ở lối vào đảo ngược nhưng một khi có kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến hoặc là hải tặc muốn tiến vào đường hàng không vĩ đại nơi này cũng là mục tiêu hàng đầu sở dĩ không bị hai đại mafia tây hải chiếm lĩnh chính là nguyên nhân này lúc này một thỏa thuận đang diễn ra bên trong hòn đảo Gotha gia tộc đời thứ hai mục Gotha Ken, gần đây đáp lên hắc ám thế giới dưới lòng đất vương giả, đường các kha đức gia tộc này tuyến, đến tiến hành giao dịch súng ống đạn dược, ý đồ hướng Tây Hải nội hải kéo dài. Hòa bình không giống với Đông Hải, khoa học kỹ thuật Nam Hải, vũ lực Bắc Hải. Biển Tây đồng nghĩa với sự hỗn loạn. Mafia thịnh hành, cũng là nơi tiêu thụ súng ống đạn dược chủ yếu. Trước kia Tây Hải buôn bán súng ống đạn dược, bị hai đại gia tộc lũng đoạn, hiện nay hai đại gia tộc xung đột không ngừng thăng cấp, cũng làm cho không ít người theo dõi nơi này. Gia tộc Don Giết Chuông điều khiển việc buôn bán vũ khí thế giới chính là một trong số đó. Bến Cảng Goda một tên trùm mafia sắc mặt cương nghị với nhiều vết sẹo. Lúc này đang cau mày nhìn cán bộ gia tộc đường các nhấp nhô thò bo bên cạnh, trong lòng đã có ý niệm đoạn tuyệt hợp tác. Ta đã nói phải cẩn thận làm việc, tốt nhất là lúc buổi tối mang đồ tới các ngươi giống trống khu chiên lái thuyền tới đây, là muốn hại chết ta sao? Tho bên cạnh mặc áo choàng vải bông, cầm quải trượng hoa mai cười nói. Thôi hắc hắc hắc. Sợ cái gì? Với lá cờ của gia đình Tan Di, ngay cả hải quân cũng không dám đến và tìm kiếm một cách dễ dàng. Ngươi chỉ cần yên tâm tiếp nhận vũ khí. Nguồn tiêu thụ bên này chúng tôi đã tìm được rồi, không cần anh quan tâm. Coi như ngươi may mắn thôi. Nếu không là Tây Hải không có một chút căng cơ, cũng không tới phiên ngươi hợp tác với đường các kha đức gia tộc chúng ta. Torebon thân là đường các trắc đức gia tộc cán bộ, tự thân lại là dính dính trái cây năng lực giả, có thể nói ở trong Tứ Hải hoành hành vô kỵ, tự nhiên không cần nhìn một cái tiểu mafia đầu một sắc mặt. Trong lời nói cũng tràn ngập ngạo mạn. Chắc chắn rồi. Nghe được lời của Topepone, Gotha Ken siết chặt nắm tay, sắc mặt đen kịch nói. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, không nên xem thường Tây Hải, nhất là Lotte gia tộc. Mặc dù Lotte gia tộc hiện tại chuẩn bị khai chiến với Capone gia tộc, nhưng một khi không ra tay, người chết rất có thể là chúng ta. Năm đại gia tộc mafia Tây Hải có gia tộc nào thực lực không mạnh, gia tộc nào không có năng lực. Bây giờ không phải chỉ còn lại truyền thuyết sao? Hơn nữa hiện giờ Lotte gia tộc thiếu chủ còn là Hải Quân. Lời còn chưa dứt đã bị Tho Ba nhị cắt đứt. Đó là bởi vì bọn họ không đủ mạnh. Tiểu tử Ngươi sợ là người chưa từng thấy qua tư chất vương giả, là cường đại cỡ nào đi. Tây hải loại địa phương nhỏ bé này, có thể sinh ra nhân vật gì? Thiếu chủ nhà ta, đô vơ có tư chất vương giả, sớm muộn gì cũng quân lâm tân thế giới. Hải quân. Vậy thì sao? Thiếu chủ nhà ta là vương hạ thất vũ hải, cho dù là hải quân cũng không có quyền lợi gì với chúng ta. Chứ đừng nói đến một hải quân xuất thân từ gia tộc mafia. Bóp bóp bóp. Đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay. Torebon không có phản ứng gì, nhưng Gotha Ken trong nháy mắt khẩn trương. Người nào? Rút súng lục bên hông ra xoay người đề phòng. Thủ hạ cũng toàn bộ lên đạn chỉ hướng lên tiếng. Khi nhìn thấy người tới một khắc kia, Gotha Ken ân sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đồng tử mãnh liệt co rút, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Trong lời nói có chút run rẩy. Lót tê cát, chết tiệt, chết tiệt, đám ngu xuẩn này. Các mặt áo choàng chính nghĩa, thắt lưng đeo trường đao, chậm rãi đi tới, cười híp mắt nói: lá gan thật lớn a, à, cứ như vậy trắng trợn buôn bán vũ khí đạn dược. Xem ra thật sự không có gia tộc lót tê ra gì, coi hải quân ra gì. Gotha ken nuốt nước miếng, sắc mặt cương nghị lộ ra vẻ bối rối. "Không phải tôi, là bọn họ ép tôi làm như vậy. Là đường Các Kha đức gia tộc. Đừng lấy đi sinh mạng của ta." Gotha ken liên tục lui về phía sau vài bước. Toroton mày khẩn trương, có chút nghi hoặc, không rõ vì cái gì Gotha ken chỉ là gặp mặt liền hoảng như vậy, nhìn về phía Lotte, "Các gia tộc Lotte rất mạnh." nhưng không phải là thế giới ngầm không thống nhất Tây Hải. Đường các Kha Đức gia tộc chúng ta là cự đầu của thế giới ngầm. Còn về hải quân, tiểu tử, ngươi biết cái gì là vương hà thất vũ hải không? Ngay cả hải quân cũng không có tư cách đối với chúng ta. Bá. Đào quan hiện lên. Torrebon đột nhiên adrenaline tăng vọt, chỉ cảm thấy cực lớn nguy hiểm đánh úp lại, không kịp nghĩ nhiều, phát động trái cây năng lực. Niêm dịch bích cơ hồ là trong nháy mắt, chất nhầy tự như sóng lớn tự trong cơ thể trào ra, trước người liền xuất hiện một vách tường do chất nhầy tạo thành. Nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng cũng không có giải trừ. Tho ba nhĩ liên tục lùi lại vài bước. Chỉ thấy vách niêm dịch vừa mới ngăn cản ánh đao, lúc này đã tiêu tán như tro bụi sau khi ngọn lửa thiêu đốt, con người Tho Pê-pôn co rút mạnh. Đây là năng lực gì? Làm sao ngươi dám? Người này điên rồi hắn làm sao dám ra tay? Sao dám ra tay với gia tộc thất vũ hải của vương hạ? Khốn kiếp! Gotha Ken lúc này sắc mặt nghe răng, đột nhiên mở miệng hô to. Bắn! Mau bắn! Bang 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 bang! Tiếng súng liên miên không ngừng vang lên, mà bản thân Gotha Ken lại hoảng hốt chạy về phía sau. Ngay cả gia đình Don giết cát cũng không thể trấn áp tay Ca. Nhất định là sẽ không buông tha chính mình đáng tiếc vẫn là muộn. Kêu bước về phía trước. Mục nát đi. Bùng. Một cổ khí lãng màu xám bộc phát, thổi quét ra, trong nháy mắt lay động qua toàn bộ bến cảng. Cảm giác nguy cơ tử vong trong nháy mắt xuất hiện trong lòng mọi người. Chỉ cảm thấy suy yếu vô tận bao phủ toàn thân. Bị tro bụi lay động qua người, đột nhiên phát hiện thân thể của mình tại nhanh chóng khô quắt, già đi. Hai giây nữa, Toàn bộ hải cảng gần ngàn mafia cùng với thành viên gia tộc đường các Kha Đức, tất cả đều biến thành gầy như que củi, hình tượng giống như bộ xương khô, quần áo vốn có thể chống đỡ, trở nên lỏng lẻo sụp đổ. Giống như bộ xương khô của địa ngục, muốn nhúc nhích, không ngừng giãy dùa. Tiếng than nhẹ thống khổ liên tiếp vang lên. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2 Đánh giết Trebon, trào phúng minh ca. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lúc này, hình tượng cán bộ gia tộc Tho Pôn của đường các khách Đức cũng không khá hơn những người khác. Bất quá thân là năng lực giả, thân thể lão hóa tốc độ ngược lại là so với những người bình thường khác chậm một chút, mạnh mẽ chống đỡ lấy ra điện thoại trùng gọi ra ngoài, bên kia cơ hồ là dây tiếp chuyện làm thế nào rồi? Giọng của Dofilimo vang lên. Torrebon vừa mới mở miệng, liền chỉ nghe răng rắc một tiếng. A, à, cánh tay bị một chiếc giày quân đội giẫm gãy, sau đó dùng chân nghiền nát. Cánh tay bị giày quân đội giẫm qua nhanh hơn quá trình lão hóa của thân thể, ngắn ngủn một giây, toàn bộ cánh tay liền hóa thành tro bay tiêu tán. Các bám vào người cầm lấy con sâu điện thoại, đồng thời nhấc chân lần nữa, giẫm về phía cánh tay kia của Torrebon rõ ràng là thất bại. Chó chết, ngươi vượt quá giới hạn biết không? Cho nên hắn sắp chết. Răng rắc. Lại là một tiếng vang giòn nhẹ, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt của Doflimo ở Dresoso xa xôi, trong nháy mắt đen kịt không thôi. Thế giới mới, Dresosa. Nơi đóng quân của gia tộc Don Glitter. Doflimo đeo kính trăm chim hồng hạt, nghe tiếng côn trùng điện thoại kêu thảm thiết thống khổ trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Nắm chặt côn trùng điện thoại, gân xanh cùng sắc mặt đen kịp trên tay, đều biểu hiện lúc này không bình tĩnh. Lotte cát. Tâm tư Dofilimo xoay chuyển nhanh chóng. Tư liệu bên tay Hải đều điều tra không kém nhiều lắm. uy hiếp duy nhất, chỉ có Lotte cát là thiếu chủ gia tộc Lotte và năng lực nghe nói có thể lấy đi tuổi thọ của hắn. Đối với việc này, Dorominka tự nhiên là không tin bởi vì người có thể lấy đi tuổi thọ kia còn đang ở vạn quốc đây, nhưng cũng bởi vì không biết là năng lực gì, cho nên hắn mới phái một trong những cán bộ của hắn là Thorpeol đến. nhưng không ngờ vẫn ngã. Trùng điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười của các. Hả? Vương Hạ Thất Vũ Hải đa phất Lang Minh ca thiếu chủ có tư thế vương giả lại biết tên ta, thật là vinh hạnh a. À. Tuy nói là khích lệ. Nhưng là ở trong miệng địch nhân truyền đến. Cũng là xấu hổ cùng chói tai như thế. Gân xanh trên đầu Doflimo nhảy lên và hít một hơi thật sâu. Thả Torepon ra. Chuyện này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Mặt khác. Hải quân ra tay với vương hạ thất vũ hải, điều này không phù hợp quy tắc. Tiểu quỷ. Ngươi có biết chữ chết viết như thế nào không? Biển Tây. Cảng trên đảo Bulogen tạp nhĩ dẫm lên thô rôn dưới chân tùy ý nói với con sâu điện thoại một tên hải tặc thối còn nói tới quy củ lúc vượt biên nghĩ cái gì vương hạ thất vũ hải thì sao không phục đi hải quân bản bộ kiện ta thật là ngươi cho rằng ngươi là thứ gì còn chữ chết viết như thế nào ta rất sợ a à? răng rắc a à, không cẩn thận giẫm nát đầu tên này vương hà thất vũ hải đa phất minh ca thiếu chủ đại nhân ngàn vạn lần không nên để ý a à. ta thật sự là không cẩn thận giẫm nát sau đó liền cúp điện thoại nhẹ nhàng ném con bọ điện thoại trong tay xuống biển nhìn dưới chân gầy như que củi nhưng là còn toàn thân tràn ngập chất nhầy thi thể các trên mặt lộ ra một chút ghét bỏ vẻ tùy ý một cước đem torrepon thi thể đá bay rơi vào biển rộng giống như một con chó buồn nôn muốn chết đối với việc giết chết một nhân vật trong vở kịch các ngược lại không có cảm giác gì năm nay người chết nhiều lắm ai nhiều không ba hơn ai vẫn không thể giết giết đi giết lại quen rồi cũng không phải đồ chơi tốt gì sống cũng là lãng phí không khí các trước sau như một thực hiện chính là lấy ác chế ác trừ ác làm hết bến cảng trên đảo lúc này có mấy chiếc quân hạm dừng lại các binh sĩ mặc đồng phục hải quân không có dư thừa lời nói tất cả đều yên lặng triển khai công tác, dọn dẹp bến cảng. Đem những thi thể gầy như que củi, mất đi khí tức sinh mệnh, từng cái ném về phía biển rộng. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên các lực lượng hải quân này làm như vậy. Đây không phải là hải quân đơn thuần. Kể từ khi Loka trả một khoản tiền lớn để gia nhập hải quân, những năm này đã lên xuống và lắp đặt nhân lực. Những mafia gia tộc Lotte kia, tất cả đều ăn một phần quân lương vào lúc này người phụ tá của các đến báo cáo tạp nhĩ đại nhân bộ hải quân đã chấp thuận đề nghị của phó đô đốc bờ lai cho ngài trong vòng một tháng đến bản bộ hải quân báo cáo kêu hoạt động cơ thể rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này rồi coi như lão tiểu tử này thức thời không uổng phí thu nhiều tiền như vậy trong mắt hiện lên một tia giật mình khoảng cách xuyên qua đã sáu năm vừa xuyên qua thời điểm cát, thân là Tây Hải Mafia lốt tơ gia tộc thiếu chủ, dung hợp trí nhớ sau vượt qua một đoạn kinh hồn bạc vía thời gian, liền dần dần dung nhập thế giới. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gan. Không hưởng thụ bao lâu, nguyên thân lão tí liền bị trước kia cựu gia tìm tới cửa, liên hợp năm đại Mafia Charlie gia tộc, tiến hành dài đến ba tháng hỏa tịnh. Gia tộc tê suýt nữa tan rã. Bởi vì trả giá cùng thu hoạch không có quan hệ trực tiếp, gia tộc Charlie sau khi tiến công 3 tháng lựa chọn thu tay. Kẻ thù cuối cùng bị gia tộc Lotte đông đúc thế mạnh bao vây, tự sát. Trải qua trận chiến này, các càng ngày càng khát vọng lực lượng. Xuyên qua một lần, cũng không thể ăn bữa trưa. Cũng may thân là một trong những gia tộc mafia ở Tây Hải. Tuy rằng so ra kém năm đại gia tộc, nhưng cũng là thực lực mạnh mẽ mấy cái một trong, bằng không cũng không thể hao tổn lui cha gia tộc tiến công, Tại ra giá cao từ chợ đen mua một quả siêu nhân hệ ác ma quả về sau. Các đơn giản rối rắm một chút, liền quyết định đánh cược một phen. Đơn giản đánh cược đúng rồi. Khoảnh khắc ăn trái cây này, Kêu đã hiểu khả năng của nó là gì. Quả ác ma tàn tạ mua ở chợ đen này, siêu nhân hệ ác ma quả tìm không thấy. Chính là trái cây hạ cấp của tuổi tác, cũng giống như trái cây thuộc lùi, lại hiệu quả tương phản với trái cây già yếu. Đúng như tên gọi có thể đem vật thể cùng vật sống chạm vào, tiến hành lão hóa. Đây cũng là lý do tại sao sau khi các phát động năng lực, tất cả mục tiêu đối địch đều biến thành gầy như que củi, bộ dáng tự như bộ xương khô. Đó là bởi vì kêu đã già đi cuộc sống của họ đến thời điểm trước khi chiếu tướng. Nếu như đem năng lực mở đến tối đa, thậm chí có thể để cho địch nhân trơ mắt nhìn thân thể của mình già yếu, mục nát, chính mình cả người hóa thành cho tàn biến mất năng lực bái lạc cương của hư quyển đại đế trong tử thần, có hiệu quả giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng các thường không thích làm vậy. Dù sao chết quá nhanh, quá tiện nghi cho bọn họ, hưởng thụ nỗi sợ hãi của bọn họ mới là cảm giác tuyệt vời nhất. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3. Hải quân tổng bộ chấn động, họp thảo luận bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kêu nhìn ra biển, lắc đầu và thu hồi suy nghĩ của mình. Tiếp tế ngay tại chỗ. Mau chóng thu thập những phế vật gia tộc Capon. Tôi đi đến bản bộ báo cáo. Sĩ quan phụ tá của các gật đầu nói. Vâng. Cùng lúc đó. Trên bầu trời đức lôi tư la tác, đột nhiên bộc phát ra một cổ phẫn nộ bá vương sắc quét qua không ít thành viên gia tộc đường các kha đặc bị chấn nhiếp nằm rạp trên mặt đất. Thiếu. Thiếu chủ nổi giận. Sớm thôi. Từng đạo mệnh lệnh từ nơi đóng quân của đường các kha đức gia tộc phát ra, truyền khắp thế giới. Ai cũng biết. Hắc ám thế giới dưới lòng đất vương giả đường các kha đức gia tộc cùng Tây Hải Mafia Lotte gia tộc bạo phát xung đột. Gia tộc Donjika treo thưởng 100 triệu berry cho cái đầu của Lotte gia cùng với tất cả tin tức hành tung chút ngủ ngon nửa đầu của con đường vĩ đại hải quân bản bộ trong văn phòng nguyên soái của Mã Lâm Phạm Đa có một cuộc họp về các cuộc họp cũng không có mấy người bất quá tất cả đều là cấp cao hiện nay của hải quân nguyên soái hải quân chiến Quốc ngồi trên bàn làm việc bên dưới ghế sofa là phó đô đốc trên ra biết đại tướng Sakaki và Cú Giang buồn ngủ và cựu đại tướng Dê Chiến quốc tra hiệu cho nhân viên văn phòng bên cạnh, nhân viên văn phòng gật đầu. Nhấn nút của thiết bị, một hình chiếu xuất hiện trên mặt tường trắng noãn. Xuất hiện một vị tướng hải quân khóe miệng hơi vểnh lên, sắc mặt kiệt ngạo, mặc đồng phục hải quân, khoác áo choàng chính nghĩa, thắt lưng đeo trường đao. Đào thỏ hai chân đang chéo ngồi trên sofa, một tay chống cầm mở miệng nói. Này! Tiểu ca thật Tuấn Tú A à. Còn trẻ như vậy đã là chuẩn tướng rồi Thực lực hẳn là không tệ đi Trước kia sao chưa từng nghe nói qua Chiến quốc xoa xoa huyệt Thái Dương Mở miệng nói Bởi vì đây không phải tướng lĩnh của bổn bộ Sau đó chiến quốc tra hiệu một chút Viên sĩ quan phụ tá bên cạnh bắt đầu giảng giải về bức ảnh Cũng thay đổi tư liệu Lotte Cát Một trong hai đại mafia lớn nhất Tây Hải hiện nay thiếu chủ tê gia tộc. Thời gian tham gia hải quân là 5 năm trước. Luôn luôn hoạt động ở Tây Hải. Thỏ có chút kinh ngạc. Thiếu chủ Mafia. Thẩm vấn như thế nào? Hơn nữa chỉ dùng thời gian 5 năm đã lên tới thiếu tướng sao? Sĩ quan phụ tá chiến quốc lộ vẻ xấu hổ. Ách! Cái này, có lẽ... Có lẽ... Là hối lộ và nhận hối lộ. Lời này vừa nói ra, ngay cả Sakaki mặt không chút thay đổi, cũng hiếm thấy thò đầu nhìn hình chiếu vài lần. Sắc mặt chiến quốc và hạt không thay đổi, hiển nhiên đã quen rồi. Dù sao hải quân bản bộ xa xôi vĩ đại hàng hải lộ, cho dù truyền đạt không cho hối lộ nhận hối lộ loại mệnh lệnh này, nhưng là muốn xem người, cấm không được loại chuyện này. Chỉ bất quá phiền toái chính là, nên an bài chuẩn tướng sắp lên tới bản bộ này như thế nào? Khóe miệng thỏ đào giật giật, môi giật giật, không nói gì, Ý bảo sĩ quan phụ tá chiến quốc tiếp tục. Sĩ quan phụ tá chiến quốc hắng giọng, tiếp tục nói. Năm năm trước, gia đình Lotte gần như tan rã trong một cuộc đụng độ kéo dài ba tháng với gia đình Charlie. Hai tháng sau khi trận chiến kết thúc, Lotte K, với tư cách là Fluid Capability, đã gia nhập chi nhánh USC-89. Quả của nó là quả già. Sau đó không đến một năm. Dựa vào đại lượng quân công, từ một gã tàu trưởng lên tới thiếu tá ngay sau đó biến lấy phát hiện ohara akma chi tử lý do xuất lệnh bốn chiếc quân hạm xông vào nguyên tây hải năm đại mafia một trong cha gia tộc ngài hải quân cùng chính phủ thế giới danh tiếng cha gia tộc thả hắn vào đảo nhưng ngay sau đó kêu là người đầu tiên bắt đầu giết người với cái tên gia đình cha bao che cho con trai của quỷ dưới bốn chiếc quân hạm cùng mấy chiếc hạm đội Lotte gia tộc bắn ra thành viên trung tâm gia tộc Charlie, một trong năm mafia lớn nhất Tây Hải, bị tàn sát không còn, ngay cả hài đồng 3 tuổi cũng không buông tha. Số tài sản khổng lồ sau đó sẽ nhận được từ gia đình Charlie, không được giữ lại. Chuẩn bị toàn bộ lên trên. Những người sắp xếp liên quan đến một số trung tướng, cũng như các quan chức chính phủ cấp cao, điều này tạm thời không thể thảo luận. Sau đó Lotte, các, liền lấy một năm tiêu diệt một cái mafia gia tộc tốc độ lợi dụng hải quân cùng tự thân Lotte gia tộc thế lực lần lượt tiêu diệt Sola gia tộc, Mika gia tộc, Halit gia tộc. Thế lực mafia gần như thống nhất Tây Hải. Trước mắt chỉ còn lại gia tộc Capone chống cự, nhưng căn cứ vào tư liệu, chỉ sợ gia tộc Capone chống đỡ không được bao lâu, sẽ bị gia tộc Lotte thôn tính. Còn chi bộ hải quân các nơi ở Tây Hải, dưới sự điều khiển của lạc đặc gia tộc, đã bố trí không ít nhân thủ. Có lẽ trong vài năm phát triển, hải quân Tây Hải sẽ biến thành tư binh của lạc đặc gia tộc cũng không chắc. Bất quá kỳ quái chính là. Lotte kêu không có ý định ở lại biển Tây. Cách đây không lâu Lotte ca, thông qua trung tướng Breiger ở biển Tây, đã đưa ra ý nguyện muốn đến nhậm chức tại bộ phận của mình. Trước mắt đã phê chuẩn điều lệnh. Trong mắt đào thỏ hiện lên một tiên nghiền ngẫm. Hả? Xem ra vị tạp nhĩ chuẩn tướng này giả tâm còn không nhỏ a. À? là cảm thấy ở tây hải tùy ý thao túng quan quân cấp thấp đút lót nhận hối lộ cho rằng đến hải quân bản bộ cũng giống như vậy sao hắn sẽ không phải là muốn thông qua phương thức này khống chế hải quân chứ vậy suy nghĩ hơi nhiều đi đây cũng không phải là nói bừa tiền bạc có lẽ có thể ăn mòn các chi bộ trưởng của tứ hải nhưng đến bản bộ hải quân kẻ mạnh không cần những thứ đó hơn nữa cũng không ai bởi vì một chút tiền tài bị người nhỏ yếu hơn mình thao túng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4. Liều mạng tiền. Đảo ngược treo thưởng Doflimo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiến quốc trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Với giả tâm thống nhất Tây Hải Mafia của Lotte Tạp Nhĩ, mục đích khẳng định là không đơn thuần nhưng an bại như thế nào là một vấn đề điều vào chiến đấu cương hay là văn phòng cương hoặc là đóng băng trước đều không dễ quyết định người này sau lưng liên lụy lợi ích quá nhiều nếu như đóng băng phía sau có lợi ích liên lụy người chỉ sợ sẽ phát lực tác tạp tư cơ đột nhiên mở miệng nói tác phong làm việc tàn nhẫn đúng là có thể giết hải tặc sĩ quan phụ tá chiến quốc mở miệng nói Đúng vậy. Lotte cắt xuất thân từ gia tộc Mafia, bản thân hành động đã tàn nhẫn dị thương. Từ khi trở thành hải quân đến nay, bất kể là đối đãi với hải tặc hay là Mafia của thế lực thù địch, vẫn phụng hành chính là lấy ác chế ác, thái độ diệt cỏ tận gốc. Nhất là vui sướng khi tra tấn kẻ thù. Cho dù là đứa bé ba tuổi của thế lực đối địch, cũng vẫn bị chém đầu thì chúng. Nói tiếng làm việc tàn nhẫn, một chút cũng không quá đáng hơn nữa làm người vô pháp vô thiên. Theo thông tin mới nhất, ngay chiều nay, Doflimo đột nhiên tuyên bố 100 triệu berry treo thưởng, treo thưởng Lotte các đầu, cùng với bất kỳ hành tung tin tức. Theo điều tra, nguyên nhân gây ra xung đột là Lotte các chém giết cán bộ gia tộc Đông Gico, treo giải thưởng 99 triệu hải tặc Torepon. Cũng là chiều nay, Lotte gia tộc cũng phát ra phản treo giải thưởng trăm triệu berry treo giải thưởng đầu của bất kỳ cán bộ nào của gia tộc Don Lúc. Hạt trung tướng hai mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Bỏ qua thỏa thuận giữa hải quân và vương hạ thất vũ hải, đánh chết Torrepon. Hoặc là không có sợ hãi, hoặc là người vô tri không sợ. Xem ra. Vị chuẩn tướng này của chúng ta là loại thứ nhất. Mọi người không khỏi gật đầu. Rõ ràng. Từ kinh nghiệm của Lotte Ka vừa kể, không phải là một tên ngốc không có não. Hơn nữa có thể đánh chết Thorpepul treo giải thưởng 9.900 vạn. Cũng là một loại thể hiện thực lực. Điều này cho thấy Lotteka không sợ Doflimo. Vậy thì vui rồi. Sakaki có chút hứng thú, mở miệng nói. Vậy thì điều vào chiến đấu cương đi. Hãy nhìn xem cậu ấy có thể làm được gì. Hắn cũng đã sớm đối với vương hạ thất vũ hải chế độ bất mãn. Chẳng qua ngại quy cũ không có động thủ mà thôi. Hôm nay có một tên dám phá vỡ quy tắc. Sakaki tự nhiên nảy sinh hứng thú, muốn xem hắn có thể đi tới bước nào. Cương chiến đấu đại biểu cho thực quyền, đại biểu cho lĩnh binh tác chiến. Kỳ thật chiến quốc triệu tập mấy người họp thảo luận. Cũng là có chút ý động, như vậy cái có thể đánh có thể giết chuẩn tướng, thực lực cùng trái cây năng lực đều rất mạnh, nếu là điều vào văn chức quá đáng tiếc chính là xuất thân không sạch sẽ, gây chú ý vừa nhìn liền biết điều vào bổn bộ khẳng định có ý đồ. Bất quá quét mắt một vòng, chiến quốc biến quyết định. Vậy thì điều vào chiến đấu cương đi. Dù sao cũng không nhấc nổi sóng lớn gì. Lời này ngược lại không sai. Năng lực và thực lực của lót te cát cũng không tệ, nhưng đó là ở tứ hải mà xem, đặt vào hải quân thì có vẻ không đủ tư cách. Cho dù có động tác nhỏ gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng không có ý nghĩa gì. Thế giới mới, Resosa. Nơi đóng quân của gia tộc Don Glitter. Toàn bộ hòn đảo đều sáng đèn, không ai dám ngủ. Tin tức đã lan truyền khắp nơi. Ai cũng biết một trong những cán bộ cao nhất của gia tộc, đại nhân Torrepon đã bị giết. Khó trách buổi chiều thiếu chủ nổi giận. Tất cả mọi người làm gì đều kinh hồn bạc vía, sợ một người không cẩn thận chọc giận những cán bộ kia, trở thành quỷ xui xẻo trong phòng họp không khí ngưng trọng dị thường anh Doro mặt không chút thay đổi ngồi ở ghế đầu phía dưới là cán bộ các gia tộc tất cả đều yên tĩnh không tiếng động chờ đợi cái gì bầu không khí áp lực lưu truyền trong phòng ai cũng có thể cảm giác được lửa giận ngập trời của anh Doro không biết đã đợi bao lâu một tên hải tặc chạy vào báo cáo thiếu chủ tra được rồi Lót ca hiện đang ở trên đảo Kribi ở biển tây và số vũ khí của chúng tôi cũng đã bị họ lấy đi sắc mặt anh đa Phất lan Minh âm trầm được 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 dám khiêu khích gia tộc đường các tạp đức chúng ta như thế thương tổn người nhà của ta tăng phần thưởng cho lóttK địch á mạng đế tái ni áo nhĩ hai người các ngươi xuất phát đi tới Tây Hải chặn đứng lót tê, -cát. Lót tê -ca đã ăn trái cây của tuổi già Lúc động thủ cố gắng đừng để hắn chạm vào, dùng sắc vũ trang công kích, e rằng Tho Ba Nhĩ bị âm rồi. Nếu không chỉ là Tây Hải, một chuẩn tướng hải quân, làm sao có thể giết được hắn? Diamati đầu đội mũ len, mặc áo choàng đỏ ăn mặc giống thủ lĩnh bộ lạc thổ dân và senior đội mũ trẻ con, cắn núm vú giả gật đầu. Vâng. Ngữ khí của anh Đa Phất Lan Minh âm trầm tàn nhẫn. Hiện tại liền xuất phát đi. Bắt sống. Ta muốn cho hắn biết kết cục của việc đắc tội với anh Doro của ta. Biển Tây Đảo Kribi Một trong ba hòn đảo do gia tộc Mafia Gotha nắm giữ. Bất quá hiện giờ đã họ lạc đặt rồi. Các đang đứng trong căn phòng trên tầng thượng của gia tộc Gotha. Nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Bang 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 bang. Tiếng súng không ngừng vang lên. Ở các nhìn súng trong ánh mắt một loạt lại một loạt gô tha gia tộc hạch tâm thành viên cùng với tâm phúc, bị xếp hạng áp giải sự bắn. Thi thể nhanh chóng chất đống như núi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Tạp nhĩ cũng không quay đầu lại nói. Vào đi. Trợ thủ của tạp nhĩ đẩy cửa đi vào, mở miệng nói. Tạp nhĩ đại nhân, vừa rồi thế giới ngầm treo giải thưởng lại đổi mới. Kim ngạch treo giải thưởng của ngài đã đạt tới bốn ức đã có không ít người nhận đơn hàng rồi Các quay đầu lại cười nhạo một tiếng hai trăm triệu đầu ta đáng giá chút tiền ấy mà đi tuyên bố treo giải thưởng phàm là cán bộ gia tộc đường cát kha đặt mỗi người treo giải thưởng hai trăm triệu đầu của doflimo sáu trăm triệu bất luận là hải quân thợ săn tiền thưởng hay hải tặc chỉ cần cầm đầu người tới là có thể mang tiền đi một thằng chó con bị khai trừ khỏi thiên long tịch cũng dám sủi như vậy. Thật là. Những hải tặc thối không nói quy củ này, nên ném vào hố phân, biến mất khỏi thế giới này. Mấy trăm triệu bối lý nhìn rất nhiều, nhưng đối với gia tộc Lotte gần như nắm trong tay toàn bộ mafia Tây Hải mà nói, thật không phải là chuyện lớn gì. Dù sao nắm trong tay Tây Hải hơn 10 hòn đảo mafia, nắm trong tay các loại bến cảng, cửa hàng, vân vân thu nhập mỗi ngày đều là hơn trăm triệu. Đúng rồi, thành viên bên phía thò bối vương quốc. Gần đây có tin tức gì không? Joe Pony vẫn còn trên đảo chứ? Sách mới cầu hoa tươi, mỗi người một đóa là được, ta thật biết có hay không người xem thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 5 Để mắt tới Boni năng lực các miếng nghiên cứu bạn đang nghe tại truyện chấm audio trợ thủ các gật đầu mở miệng nói đúng vậy thành viên của chúng ta đã đánh vào nội bộ quân đội quốc vương sobel theo tin tức mới nhất joel pony vẫn còn trên đảo và không ra khơi bất quá tạp nhĩ đại nhân thủ hạ của chúng ta đã ẩn núp nhiều năm rồi joel pony chỉ là một đứa trẻ vài tuổi cho dù muốn ra biển cũng phải đợi 10 năm sau. Hiện tại bắt đầu theo dõi, có phải còn quá sớm không? Trợ lý của các hỏi ra nghi vấn từ trước đến nay, bao gồm cả thành viên giám sát cũng phàn nàn với hắn rất nhiều lần. Thật sự không hiểu nổi các đại nhân, không tiếc hao phí nhân lực vật lực, theo dõi một cái mấy tuổi tiểu cô nương, đến cùng có ích lợi gì. Thời gian mấy năm, đã sớm đem cuộc điều tra của Doan Pony kết thúc. Ngoài việc là di nữ của Ginny, cán bộ quân cách mạng, và con gái của bác Đại Hùng, cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí còn bị một loại quái bệnh, nghe nói đều sống không được mấy năm. Giám sát một tiểu cô nương sắp chết như vậy làm gì a? À? Tạp nhĩ nghe vậy, ánh mắt sâu kín nói. Joel Pony mang trên mình một bí mật có khả năng lật đổ thế giới. Những thứ khác không cần quan tâm, để cho thành viên tiền phục tỉnh tâm lại. Miễn là Joel Pony ra khơi. Lập tức báo cáo với ta sĩ quan phụ tá các nghe vậy, trong lòng bẩm báo, lập tức nói ra. Vâng. Tôi sẽ đi thông báo. Sau đó sắc mặt ngưng trọng vài phần, rời khỏi văn phòng. Các thi đứng tại chỗ cười cười. Kỳ thật lật đổ thế giới bí mật, cũng không phải cái khác, mà là pony trái cây năng lực, vặn vẹo tương lai, hóa thân Nika. Trái già là năng lực cấp dưới của trái già. Đồng dạng là có thể làm cho người ta già yếu, đồng dạng là liên quan đến tương lai. Nhưng là cho dù đem trái cây năng lực rèn luyện như lửa ngây thơ, các cũng không có chút đầu mối, như thế nào vặn vẹo tương lai, hóa thân ni ca. Ngược lại là càng ngày càng muốn bái lạc cương bên kia tới gần, có thể lão hóa diệt vạn vật, hóa thành tro tàn. Nhưng đó không phải là điều các muốn. Đến tột cùng là trái cây khác nhau, hay là phương hướng khai thác có vấn đề, nếu như có thể đem ba ni bắt lại đây, cảm thụ một phen năng lực của nàng, hoặc là xem nàng như thế nào hóa thân thành Nica tương lai. Tất nhiên có thể khai phá năng lực trái cây của hắn, cung cấp trợ giúp không nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm trước, các đã bố trí vương quốc sông B. Biển Đông khác với biển Tây. Tây Hải bên này là đại bản doanh của bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, nhưng Nam Hải bên kia không có căn cơ không nói. Cho dù có động tác lớn gì, cũng dễ dàng bị phát hiện chứ đừng nói đến bắt cóc công chúa một nước vẫn là cùng quân cách mạng bên kia liên lụy không rõ công chúa hiện tại chỉ có thể giám sát chỉ cần Bani vừa ra biển thoát khỏi phạm vi Nam Hải các dự định trực tiếp bắt nó về nghiên cứu gia tộc Lotte không có gì khác chính là nhiều tiền nhiều người chỉ cần nghĩ đến cái gì mà nhà khoa học không chiêu mộ được cho dù là cắt lát cũng phải nghiên cứu ra năng lực trái cây của nàng đây chính là trái cây có thể hóa thân thành Nika tương lai. Không chỉ riêng Nika. Bóp méo tương lai, có thể hóa thân bất cứ tương lai nào mình tưởng tượng. Bani còn nhỏ tuổi, quá đơn thuần là muốn biến thành Ni Tạp. Cho nên sau khi vặn vẹo tương lai, có thể hóa thân thành ni ca. Vậy nếu nàng muốn biến thành thần thì sao, yêu quái thì sao, tự nhiên thì sao? Có thể hóa thân thành những thứ này hay không? Đây là một quả năng lực không có giới hạn trên. Muốn trở thành Nika, hãy bóp méo tương lai và hóa thân thành Nika. So với bắt chước trái cây còn biến thái gấp mấy lần. Bắt chước trái cây chỉ là bắt chước. Tuổi tác trái cây vặn vẹo tương lai là chân chân thật thật hóa thân tương lai Nika. Mà trái già yếu là năng lực cấp dưới của trái già. Đồng dạng có được tuổi tác trái cây, năng lực lão hóa, lão hóa cũng là liên quan đến tương lai không có đạo lý khai phá không ra. Nhất định là phương hướng sai chỗ nào. Chỉ là trước mắt không có đầu mối, các cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thế lực thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể vượt biển đi bắt một cái tiểu cô nương, chớ nói chi đó là cách mạng quân đại bản doanh. Hơn nữa một lần ít nhất mấy tháng, quá chậm trễ. Chỉ có thể chờ Bonnie ra biển Bắc. Vài ngày sau. Đảo ngược lối ra núi. Hai mũi đất quân hạm vừa mới từ Tây Hải đến nơi này, chậm rãi cập bờ. Bởi vì điên đảo sơn sóc nảy, quân hạm bị sốc không nhẹ, không ít binh lính đang bận rộn sửa sang lại thuyền. Kêu rời khỏi tàu chiến và nhìn ngọn hải đăng xa xa. Không có ai sao. Phong cảnh nơi này ngược lại không tệ, biển rộng xanh thẳm mênh mông vô bờ, bên cạnh là thác nước biển cao vút trong mây. Trợ thủ của các quan sát một chút, mở miệng nói. Người ta nói rằng ở đây chỉ có một người quan sát cũ làm bạn với cá voi trên đảo. Xem ra là không có ở đây. Các gật đầu. Từ nơi này đến bổn bộ, đại khái cần bao lâu? Việc này phụ tá tiếp tục nói. Phải mất bốn ngày tiếp theo để di chuyển đến chi nhánh dê chính, sau đó đổi sang tàu chiến hai lao si được chế tạo đặc biệt để đi từ tuyến đường nhanh không có gió đến Malifando. Tổng cộng cần thời gian 14 ngày. Các chép chép miệng, Vút cầm. Cũng được. Sớm một tháng, đến bản bộ hải quân. Hải quân chuyên nghiệp như tôi cũng không nhiều lắm. Ngay cả trên đường đến bản bộ báo cáo công tác, cũng không quên tiêu diệt hải tặc. Nói xong các rút trường kiếm bên hông ra. Đâm mạnh xuống đất. Oanh. Một tiếng nổ lớn. Mặt đất bị đâm không ngờ phát ra tiếng kim thiết đang xen, trùng kích nổ tung làm cho cả mặt đất nổ ra một cái hố to. Một cái đầu đội mũ trẻ con, hai tay đen kịt nam nhân, từ trong sương khói nhảy ra, đề phòng nhìn cát. Khó trách có thể giết chết Thorpepon. Không ngờ bị ngươi phát hiện. Hắn lợi dụng năng lực trái cây lẻn xuống mặt đất, thu liễm khí tức, vẫn chờ đợi. Mấy ngày nay đã tới không biết bao nhiêu lớn nhỏ hải tặc, thương thuyền, đều không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn. Lại không nghĩ tới cái này hải quân chuẩn tướng, vậy mà có thể tin chuẩn tìm được vị trí của hắn năng lực cảm giác kinh người cộng thêm năng lực trái cây bình thường của bút. Chống lại tho pôn bá khí không tinh thông. Chỉ có thể nói tho pô chết không oan a. À. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 6. Lại giết cán bộ, Don quy sót vừa chết đưa tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio bên kia làn khói trợ thủ các chật vật từ trong vụ nổ thoát ra hét lớn địch tập kích xa xa quân hạm mới cập bờ nhanh chóng đề phòng tất cả các binh sĩ đều cầm vũ khí và sẵn sàng chiến đấu ca ra lệnh cho phó chỉ huy tàu chiến rời cảng còn mình thì ở lại tại chỗ rút trường đao bên hông ra tùy ý vung lên xé và kéo tiếng vải rách vang lên kiếm khí sắc bén trực tiếp xé rách khói đặc, trong nháy mắt thanh ra sân chiến đấu. Nhìn tái áo ni nhĩ, khóe miệng tạp nhĩ hơi nhếch lên. Hả? Đây không phải là con chó của gia tộc đường các lượng đạt sao? Đã chết một cái, lại muốn đưa tới một cái sao? 58 triệu pê lê. Ngươi so với tên phế vật kia tiền thưởng còn thấp hơn A. À? Đầu óc Dofilimo hỏng rồi phải không? Sắc mặt ô theo đen kịt. Giám vũ nhục thiếu chủ. Hải quân chết tiệt. Mặt đất dưới chân Otheni trong nháy mắt trở nên mềm nhũng, cả người như rơi xuống nước, biến mất trên mặt đất. Các thấy thế, năng lực trái cây trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Mặt đất dưới chân mơ hồ khô nước, hủ bại. Đầm. Tiếng nước ở phía sau vang lên. Nhưng các lại không chủ động. Trường đao trong tay hướng phía trước đâm thẳng xuống tiếng kim thiết đang xen truyền đến. Trường đao trong tay tạp nhĩ va chạm với cánh tay khí phách màu vũ trang đen kịt. Khóe miệng tạp nhĩ hơi nhếch lên. Vũ trang sắc khí phách A. Tăng cường xuất khẩu năng lực trái cây. Mà tái áo ni nhĩ ngăn cản năng lực của tạp nhĩ quả, sắc mặt lại đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình vũ trang sắc khí phách đang tan rã, tiêu tán. Chết tiệt. Người này thật sự là loại địa phương nhỏ như Tây Hải đi ra sao? Làm sao năng lực của quả có thể phát triển đến trình độ này? Ngay cả sắc mặt vũ trang khí phách cũng có thể tan rã. Có lẽ cũng không phải tan rã, mà là năng lực làm cho khí phách trong cơ thể hắn tiêu tán. Chết tiệt! Giá mà quyết ở đây. Lấy khí phách của Duy Nhĩ qua, người này căn bản là trách rưới. Vài ý nghĩ thoáng qua đầu ô theo. Sau đó không kịp nghĩ nhiều, nương theo lực trùng kích, toàn bộ nửa người trên đều bám vào khí phách vũ trang. Vòng eo ông lấy thắt lưng cát. Baby kỳ tập ngã. Hướng vách tường hồng thổ đại lục xa xa phóng tới. Chưa xong đâu. Ngay tại Otheni ông tạp nhĩ sắp vọt tới trước vách tường hồng thổ đại lục. Vách tường hồng thổ đại lục đột nhiên không ngừng rung lên. Giống như vải vóc mềm mại, từng đợt lại từng đợt lay động, giống như sinh ra một bàn tay khổng lồ màu đỏ. Ô Oseniro ông kêu và lao vào giữa bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ màu đỏ to như ngọn núi phun ra, đại lục đất đỏ vương bàn tay khổng lồ cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Các đúng là bị chôn vào hồng thổ đại lục. Địch á mạng đế từ trên không của hồng thổ đại lục hạ xuống, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ô theo. Không sao chứ. Chỉ thấy nửa người trên của ô theo đã bắt đầu xuất hiện đốm xám cho dù sử dụng vũ trang sắc khí phách ngăn cản, cũng mắt thường có thể thấy được làn da già đi, nhăn nheo, vỡ vụn. Otheni trong lòng bất an, gắt gao nhìn chầm chầm vừa mới chôn vào các địa phương. Năng lực trái cây vẫn còn, tên kia chưa chết. Cẩn thận một. Đột ngột. Một tiếng trống trầm đục vang lên. Otheni cùng Diamati đồng tử co rút mạnh, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía hồng thổ đại lục. Nơi đó đang thối rửa phong hóa. Rầm rầm. Sóng khí thật lớn bộc phát, đầy trời cho tàn mảnh vỡ lao ra, hồng thổ đại lục trên xuất hiện một cái hố thật lớn. Ô theo cùng Diamant chỉ kịp đưa tay ngăn cản ở trước mắt, còn chờ thấy rõ cho tàn bên trong tình huống. Tiếng xé gió đánh úp lại. Trường đao sắc bén bám theo bụi khí, giống như rắn độc đánh úp lại. Trong phút chốc tóc gáy Diego dựng đứng, một cổ nguy cơ sinh tử tiếp cận, hai chân hơi gặp lại dùng sức, cả người giống như không có trọng lượng hướng trên không vọt đi. Đâm. Tiếng vải rách truyền đến. Chỉ thấy áo choàng tung bay trong quá trình bay lên, đột nhiên xé rách. Địch á mạng đế không thể tin cúi đầu nhìn lại. Ngực không biết lúc nào xuất hiện một vết thương, sau đó mạnh mẽ mở rộng. Toàn bộ lồng ngực đều bị ăn mòn một cái lỗ lớn. Xuyên thấu qua lỗ lớn, có thể nhìn thấy áo choàng xé rách tung bay phía sau. Có thể nhìn thấy kia lộ ra một nửa, trong phòng đập lên trái tim. Làm sao? Có thể. Mọi người. Đánh giá thấp hắn. Đồng tử địch á mạng để dần dần tan rã, há miệng muốn nói gì đó. Sức mạnh của người này. Không. Nhưng cuối cùng vô lực đang động. Bùm. Thi thể rơi xuống đất. Vương hạ thất vũ hải. Cán bộ gia tộc Don Giờ Lờ Ader, khối vuông Diamati, Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Chém đầu Olympic này, đưa tan sông lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cả người tràn ngập suy bại, hủy diệt khí tức cát. Từ trong tro tàn của núi bước ra. Khí tức màu xám gần như thực chất, lưu chuyển quanh thân, cho dù thân khoác áo choàng chính nghĩa hải quân trắng noãn, cũng vẫn làm cho người ta có cảm giác giống như tử thần giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tuổi thọ của địch nhân tạp nhĩ mang theo trường đao chậm rãi đi về phía ô theo thật là coi thường người cũng phải có giới hạn chứ điều gì khiến doflimo ảo tưởng rằng chỉ cần hai người là có thể chọc tức tôi thoạt nhìn đầu óc cũng không được tốt lắm ô theo nhìn không được sợ hãi nội tâm thầm mắng. Cái gì gọi là tùy tiện hai người? Bọn họ đều là cán bộ của gia tộc đường các tạp đức. Đều là từ Bắc Hải một đường dết tới. Làm sao sẽ nghĩ đến một cái chưa từng ra Tây Hải gia hỏa, cương nhiên đem trái cây năng lực khai phá đến cực hạn. Chết tiệt. Ngay cả khí phách cũng có thể ăn mòn. Năng lực của người này sẽ không thức tỉnh chứ. Trong đầu hiện lên ý niệm này. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thái quá, trái cây nếu dễ dàng như vậy thức tỉnh khắp thế giới đều là người thức tỉnh thật sự cho rằng mỗi người đều có tư thế vương giả sao thật tình không biết để phát triển năng lực trái cây kêu không biết bao nhiêu con phố đã bỏ rơi những người này một khả năng lão hóa có thể chơi ra hoa nếu không phải không có đầu mối bóp méo tương lai căn bản cũng không cần kế hoạch bắt giữ bani chỉ bằng vào khai phá trái cây có thể trở thành một trong những người đứng đầu thế giới. Vừa mới miễu sát địch Á Mạng Đế, chính là lấy điểm phá mặt, đem năng lực lão hóa nồng đậm nén tới mức tận cùng, bám vào trên mũi đao. Chỉ cần đâm xuyên qua bề mặt cơ thể. Vào máu thịt. Khí tức già yếu nồng đậm đến cực điểm, có thể so với kịch độc bộc phát. Trong nháy mắt, ngực của Diego bị ăn mòn thành một lỗ lớn. Làm cho hắn ngay cả đường sống phản kháng cũng không có liền trong nháy mắt tử vong ô theo lúc này không do dự liều mạng với loại địch nhân này không có phần thắng bước chân vừa đạp trong nháy mắt lui về phía sau khả năng khởi động mặt đất trắng chắc giống như biến thành mặt hồ cả người giống như chìm vào nước lặn xuống đất chạy về phía xa nhưng là các cũng không nhanh không chậm giơ lên trong tay trường đao nhắm ngay một cái phương hướng khí tức suy bại nồng đậm của mình lưu chuyển trên lưỡi dao cánh tay phải cầm đao cơ hai đầu cánh tay tăng vọt nhắm ngay phía trước chém một nhát nhất đao lưu tống tán đại hà đao quan thất luyện lóng lánh xẹt qua thiên địa đều không biết yên tĩnh một giây nữa thôi trào các trường đao nhắm ngay phương hướng trên mặt đất xuất hiện một cái rộng mấy chục mét sâu kéo dài về phía trước không biết bao nhiêu mét tựa như thiên triết bình thường khoảng cách đao quan thất luyện lướt qua chỗ hết thảy đều già yếu hóa thành tro tàn trong đống tro tàn vỡ tan đầy trời ô theo lẻn vào mặt đất lúc này đã thân ở giữa không trung đúng vậy chính là thân ở giữa không trung bởi vì tất cả mọi thứ trong vòng mấy chục mét xung quanh toàn bộ hóa thành tro tàn ô theo không thể tin nhìn dưới thân lơ lửng không nhưng khí tức suy bại trên người đột nhiên bộc phát thổi quét toàn thân khí tức trong nháy mắt biến mất. Thân thể cũng giống như virus khuếch tán từ các nơi bắt đầu hóa thành tro tàn. Chờ đến khi thi thể rơi xuống đất. Chỉ còn lại có một cái đầu, trừng to hai mắt, không cam lòng nhìn về phía lót tè, cát. Cán bộ của gia đình Don Glitter, Otheny, đã chết. Các đứng trước khoảng cách kéo dài không chỉ, chậm rãi thu đau. Hít nhẹ một hơi, nhẹ nhàng phun ra. Khí tức suy bại quanh thân bắt đầu tiêu tán, Tử vong chi lực đẹp mắt khiến người ta sợ hãi dần dần thu liễm. Thẳng đến qua hồi lâu, quân hạm rời cảng mới dám cặp bến. Người khác không biết, nhưng các những thủ hạ này rất rõ ràng. Bình thường không có chuyện gì, nhưng là thật sự bộc phát lên, các đại nhân suy bại chi lực, nhưng là chẳng phân biệt địch ta đấy, dù là các đại nhân cố ý khống chế, nhưng là bị nồng đậm suy bại khí tức lây nhiễm lên. Nhẹ thì già yếu, nặng thì mất mạng đợi đến khi hơi thở suy bại tiêu tán không còn nhiều lắm, sắc trời đã dần tối, các từ trên phòng ăn của quân hạm đi ra. Phân phó thủ hạ binh lính, đi đem Diamant thi thể cùng Otheni đầu lâu lấy về. Cũng dặn dò trợ thủ. Đóng băng thi thể của hai người này. Lợi dụng lực lượng gia tộc, liên lạc với tất cả phóng viên tòa soạn báo gần đó. Bốn ngày sau, 12 giờ trưa. Tổ chức họp báo tại chi nhánh dê chính hảo hảo tán gẫu một chút chuyện vương hạ thất vũ hải tập kích chuẩn tướng hải quân việc này nếu ngăn cách ở trên người tướng lĩnh hải quân khác có lẽ nhìn một chút liền qua nhưng là các sau lưng lực lượng cũng không cần đường các khách đức gia tộc nhỏ khống chế toàn bộ tây hải ngầm buôn bán mafia vài người vài thứ không phải chỉ dựa vào thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm huống chi dophelimo vẫn chưa mạnh đến mức đó Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 8. Khiếp sợ các phóng viên, hắn làm sao dám. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vài ngày nữa. Đường hàng không vĩ đại, chi bộ dê. Chính, đáng lẽ phải là một căn cứ hải quân nghiêm túc. Lúc này trên bến cảng, dừng lại lớn nhỏ thuyền bè các phóng viên ăn mặc không giống nhau tụ tập cùng một chỗ thảo luận buổi họp báo sắp bắt đầu bến cảng căn cứ hải quân lớn như vậy bởi vì dựng bục giảng họp báo cùng với rất nhiều phóng viên lúc này lại có vẻ hơi nhỏ cộng thêm tiếng thảo luận ồn ào không dứt bên tai làm cho căn cứ trưởng chi bộ dê chính hải quân đều có chút đau đầu à thật là căn cứ quân sự của hải quân lại biến thành hiện trường họp báo rồi chuẩn tướng vừa được điều vào bổn bộ này có chút cao điệu a à. mới vừa tiến vào vĩ đại hàng lộ liền nháo chuyện lớn như vậy rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi thật nhiệt tình a à. cũng không sao vừa bước vào ngày đầu tiên của chuyến đi vĩ đại liền đụng phải tập kích của gia tộc đường các nhấp nhô mặc dù kết quả không nói rõ nhưng xem ra phải mở buổi họp báo nhất định là chịu thiệt thòi lớn phải nghiêm khắc khiển trách gia tộc đường các nhấp nhô một chút phải nói không hổ là thiếu chủ gia tộc mafia khống chế toàn bộ Tây Hải. Thật sự là một chút thiệt thòi cũng chịu không nổi. Nếu đổi lại là tướng lĩnh hải quân khác, cho dù là trung tướng cũng có thể xuống. Dù sao không phải thế lực sau lưng tất cả mọi người, đều cường đại như vị thiếu chủ mafia này, có thể đánh lôi đài với anh Doro. Tuyệt đại bộ phận thế lực của phó đô đốc hải quân đều không có cường đại như vậy. Cho dù là hắn loại này thân là căn cứ trưởng trung tướng, nếu là gặp Doflimo bới móc, trừ phi đường các khách đức gia tộc mắt mù đụng vào hắn quản hạt hải vực phạm vi. Bằng không cũng là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng vì thiếu chủ mafia này tùy tiện tuyển tới 180 phóng viên. Có tiền thật tốt. Thời gian trôi qua từng chút một, gần tới giữa trưa. Quân hạm tung bay cờ hải quân, rốt cục chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Các phóng viên tụ tập ở trên bến cảng. Không biết là ai dẫn đầu hôn một tiếng, sau đó như ông vỡ tổ sông về phía rìa bến cảng, giờ máy ảnh lên một khắc không ngừng chụp ảnh. Sợ bỏ lỡ thời khắc quan trọng chắc chắn rồi. Chủ yếu nhất là mệnh lệnh từ trên xuống dưới, hoàn toàn phối hợp vô điều kiện với thiếu chủ lót tê gia tộc. Những bức ảnh này bọn họ chụp lại, còn phải có chuyên gia sàng lọc, biên tập thành báo chí công bố. Trong một khoảnh khắc nhấp nháy không ngừng, quân hạm chậm rãi cặp bến thân khoác áo choàng chính nghĩa thân hình thon dài khuôn mặt kiệt ngạo khóe miệng nhếch lên các xuất hiện trước mặt một đám phóng viên sau đó nhìn mọi người các giơ tay phải lên một chiêu tiếp theo liền hướng bục giảng buổi họp báo đi đến phía sau xuất hiện một đội binh lính đi theo trong đó cầm đầu binh lính mang theo một cái đóng băng đầu lâu hai gã binh sĩ phía sau kéo một thi thể ngực bị thủng lỗ lớn các phóng viên tụ tập ở cảng chụp ảnh nội tâm lộc bộp một chút không thể tin được nhìn về phía hai thi thể kia ngay cả máy quay trong tay cũng quên này này không thể nào đó là ta hoa mắt sao không có tuyệt đối là thật ta đã gặp qua bọn họ hắc ám thế giới vương giả đường các kha đức gia tộc cán bộ treo thưởng kim 9 nghìn chín triệu diamati t Thiếu chủ Lotte gia tộc, thật sự là làm một đại sự a. À? Không sợ anh Doflimo trả thù sao? Đùa gì vậy, Lotte gia tộc thế lực cũng không yếu a, à? đây chính là mafia khống chế toàn bộ Tây Hải. Cái gì? Khống chế toàn bộ Tây Hải? Không phải còn có gia tộc Capone sao? Tin tức của ngươi đã sớm hết, gia tộc Capone tuần trước đã bị diệt, hiện tại Tây Hải chỉ có một gia tộc mafia duy nhất, đó chính là gia tộc Lotte. Khó trách cũng chỉ có loại thế lực này mới không sợ đo minh ca trả thù đừng nói nữa mau chụp ảnh đi ta có dự cảm đây nhất định là có thể khiếp sợ thế giới tin tức lớn a à. hải quân cùng vương hạ thất vũ hải xung đột khống chế toàn bộ tây hải cường đại nhất mafia thế lực cùng hắc ám thế giới khống chế quân hỏa thuốc phiện buôn bán nhân khẩu sinh ý vương giả đường các kha đức gia tộc xung đột ngẫm lại liền làm người hưng phấn a à. đúng là đang chứng kiến lịch sử phải cảm ơn chủ biên của chúng tôi đã giao công việc này cho tôi, hắc hắc. Khác với sự phấn khích của các nhà báo. Đứng trên pháo đài, nhìn thấy thi thể của Diamati và Senio. Căn cứ trưởng chi bộ dê chính, nhìn không được mở to hai mắt, trên đầu chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Này này này! Người này, rốt cuộc đã làm gì vậy? Lúc trước cũng không nói làm chuyện lớn như vậy a à. Lập tức thông báo cho bổn bộ căn cứ trưởng chi bộ dê. Chính quay đầu phân phó cho sĩ quan phụ tá. Sau đó nghiêng đầu lại, nhìn về phía cát, vẫn là khó có thể tin. Tên này sẽ không dùng sức một mình, để cho hải quân cùng vương hạ thất vũ hải trở mặt đi. Phá vỡ sự cân bằng của thế giới. Vậy thì... Náo nhiệt A. À. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9 Rung rẩy Robin hỗn Trứng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Bản bộ hải quân, Mã Lâm Phạm Đa Nguyên soái chiến quốc còn tưởng rằng đây chỉ là một ngày bình thường. Cho đến khi điện thoại của chi bộ dê. Chính gọi tới bàn làm việc của anh. Nghe tường thuật của chi nhánh dê chính ở đằng kia. Chiến Quốc cầm điện thoại không nhìn được trực tiếp đứng dậy. Cái gì? Lộ ra vẻ đau đầu. Được rồi. Ta biết rồi. Không cần để ý tới trước. Bản bộ bên này thảo luận một chút. Sau đó cúp điện thoại, nhìn không được xoa xoa huyệt Thái Dương. Trong văn phòng. Cáp đang ăn bánh rán, nhìn thấy bộ dạng Chiến Quốc này, nhìn không được cười ha ha nói. Ha 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 ha, Chiến Quốc. Chuyện gì a? À? lại làm ngươi kinh hãi thành như vậy? Trên sofa đối diện, Poruson uống trà cũng tò mò nhìn sang. Chiến quốc nhíu mày. Thiếu chủ Lotte gia tộc kia đã giết chết cán bộ của Đa Phất Lan Minh Ca. Thật sự là phiền toái. Vị trí thất vũ hải còn chưa đủ, đã có hải quân và thất vũ hải khai chiến rồi. Hơn nữa tân thế giới bên kia cũng ầm ỉ dữ dội. Thời buổi rối loạn. Cáp nghe xong cười ha ha, mở miệng nói dù sao cũng là hải tặc, dết thì dết. ba lỗ tác lợi nặc thì có chút cảm thán. trong miệng người trẻ tuổi thật lợi hại. nói dết là dết. thật là có quyết đoán a. À. chiến quốc đối với hai tên khốn kiếp chỉ biết bắt cá này, chỉ có bất đắc dĩ. vương hà thất vũ hải chuyện này, tuy rằng bản thân hắn cũng không tán thành, dù sao nào có hải tặc có thể có hợp pháp cướp đoạt quyền, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy cày cấy quả thật có một chút hiệu quả có thể duy trì cân bằng thế giới phát huy một chút tác dụng nhưng bây giờ sự cân bằng duy trì này đã bị phá vỡ thôi nhìn xem tiểu tử kia rốt cuộc muốn làm gì chờ hắn đến bổn bộ hỏi cho rõ ràng trái phải bất quá chỉ là thất vũ hải mà thôi đường hàng không vĩ đại chi bộ dê chính lúc này các đã ở trên bục giảng họp báo ra lệnh cho binh lính lấy hai cây thánh giá bằng gỗ, đem thi thể của Diamati và đầu của Sainio treo lên. Nhìn dưới đài không ngừng chụp ảnh đông đảo phóng viên. Các vô cùng đau đớn vỗ bàn giảng, phát ra tiếng bùng bùng bùng, phẫn nộ nói. Hải quân là sự tồn tại bảo vệ hòa bình thế giới. Vương Hạ Thất Vũ Hải là hải quân bổ nhiệm, hỗ trợ hải quân duy trì hòa bình thế giới tồn tại. Nhưng mới bốn ngày trước, Thân là Hải quân bản bộ chuẩn tướng, vậy mà gặp phải Vương Hạ Thất Vũ Hải Đốc Framin ca thủ hạ ám sát. Một lực lượng được Hải quân bổ nhiệm, lại ngang nhiên ám sát chuẩn tướng Hải quân. Mà nguyên nhân dĩ nhiên chỉ là ta cản đường bọn họ. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Một cái ký sinh tại Hải quân danh tiếng hạ, kéo dài hơi tàn hải tặc nhóm, làm sao dám làm đến một bước này? Là trước kia Hải quân đối với bọn họ quá mức khoan dung sao? Vậy tôi chỉ muốn nói cho bọn họ biết. Ngày tốt lành như vậy chấm dứt rồi. Vương hạ thất vũ hải đốc Framino thủ hạ, công khai tập kích hải quân chuẩn tướng, đây đã là đối với hải quân khiêu khích. Ta sẽ hướng lên trên phản ứng, tra rõ vương hạ thất vũ hải. Bất cứ tên hải tặc nào chống lại công lý, đều phải trả giá thật lớn. Không có ngoại lệ. Răng rắc một tấm ảnh dừng lại. Ngay chiều hôm đó, báo chí đã lan truyền khắp thế giới. Trong hình, chính là các với vẻ mặt chính trực, tức giận mắng mỏ Doflimo vì tội tấn công hải quân. Tiêu đề là công lý không sợ hãi, giận dữ với ánh sáng hải quân của thất vũ hải dưới quyền vua, Komodo, Lotteca. Sau đây là chi tiết về cách mà chuẩn tướng hải quân, Lotteca, người đã làm nên một tên hải tặc độc ác trên đường đi thủ hạ của thất vũ hải đa phất lang minh ca liền ngang nhiên ra tay ý đồ tập sát tạp nhĩ sau khi trải qua một phen khổ chiến các phản sát hơn nữa không sợ thế lực và thực lực vương giả dạ thế giới ngầm của doro minh ca biểu thị cho dù mình chết cũng muốn vạch trần bóng tối của thất vũ hải dưới vương hạ đó là ánh sáng của công lý không sợ hãi chuẩn đô đốc loca thế giới mới resosa bên trong hoàng cung đức lôi tư la tác khoảnh khắc đọc báo, tất cả thành viên của gia tộc Don Keo đều phá vỡ thế phòng ngự. Tì tạp cường tráng dùng tiếng kêu bén nhọn giận dữ mắng mỏ. Thối lắm. Người này, nào có nhỏ yếu như hắn nói, đáng thương. Đáng chết. Rõ ràng là hắn trước giết Torebon, hiện tại giả bộ một bộ người bị hại đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. A a a a a a. Ta muốn giết hắn. Guladi xuất đội mũ bảo hiểm, nắm chặt tờ báo, trầm giọng nói. Thiếu chủ đã xuất phát. An tâm đứng ở cương vị của mình, không có mệnh lệnh của thiếu chủ, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng tôi đã mất ba người thân. Không thể mất đi. Tỳ tạp sắc mặt không cam lòng, nhìn tờ báo phẫn nộ phát tiết. Đáng giận. Chết tiệt cát. Con đường vĩ đại. Vùng đất mưa. Hơn nửa đêm ở Crodan trong sòng bạc vũ địa nhìn tin tức đột nhiên đưa tới robin có chút kinh ngạc muốn bỏ tiền ra đưa cho chim tin tức lại không nghĩ tới chim tin tức chỉ là ném tờ báo xuống liền bay đi robin nhìn ra ngoài còn có không ít tin tức chim bay ở trên trời mưa ném báo chí robin cúi xuống cầm tờ báo lên xem nhìn trên báo chí các lên án mạnh mẽ hải tặc vẻ mặt chính khí đồng tử co lại Robin nắm chặt tờ báo tay, đều có chút run rẩy. Là hắn. Cuối cùng cũng đến được đại lộ rồi sao? Cái này. Hỗn đảng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Bị kẹt ngươi đùa bẩn Robin, hận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vài năm sau tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của các. Robin siết chặt nắm tay, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Đột ngột. Một trận cát mình thổi tới. Hạ xuống bên cạnh Robin, dần dần tạo thành một hình người sau đó ngưng tụ. Chính là Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, một trong thất vũ hải của Vương Hạ. Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ ngưng tụ thân hình, thoáng nhìn tờ báo trong tay La Tân, khóe miệng nhếch lên nói. Xem ra ngươi đã nhận được tin tức đây chính là ông chủ cũ của ngươi. Nói không chừng tương lai còn có thể chống lại. Có gì muốn nói không? Chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, đạt được minh vương. Cả thế giới này là kẻ thù của hắn. Chính là một cái hải quân chuẩn tướng, cũng là trở tay có thể giết. Bất quá Robin dù sao cũng ở dưới tay hắn vài năm. Khắc lạc khắc đạt nhĩ lại đây thăm dò một phen. Robin siết chặt tờ báo, hạ thấp đôi mắt. Không không có gì để nói. Nói cho cùng, cũng là lợi dụng ta mà thôi. Cho dù tương lai chống lại, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Robin phức tạp nhìn ảnh chụp của các trên báo. Ngữ khí nói không nên lời cưu hận, nhưng lại dị thường kiên định. Lóc lô đang hít một hơi xì gà, đột nhiên có chút tò mò. Ta ngược lại tương đối tò mò. Chính xác những gì bạn đã trải qua dưới tay anh ấy. Robin trầm mặt một hồi, ngẩng đầu tự dễu nói. Không có gì đặc biệt. Chẳng qua là một tiểu cô nương từ nhỏ bị đuổi giết, được người cứu vớt, được người che chở. Sau đó, khi cô ấy đang hy vọng vào tương lai, bị nam nhân kia hung hăng đánh nát mà thôi. Sử dụng manh mối về dấu vết của tôi, đặt ra tranh giới của chính phủ thế giới, với sự trợ giúp của chính phủ thế giới, với sự trợ giúp của hải quân, để tiêu diệt đối thủ của chính mình sau đó giống như mèo vần chuột, đuổi giết cô bé kia. Mãi đến khi cô bé kia trốn vào con đường vĩ đại, mới dừng tay. Mà tên khốn kiếp kia. Ngắn ngủn 5 năm, cũng đã là chuẩn tướng, điều vào hải quân bản bộ. Chỉ sợ sau khi đáp ứng đường dây của chính phủ thế giới, sẽ tốn không ít tiền. Khóe miệng khắc lạc khắc đạt nhĩ hơi nhếch lên. Thật đúng là một trải nghiệm bi thảm. Thật vất vả chữa khỏi. Sau khi tín nhiệm lại gặp phải phản bội, chỉ sợ đời này cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng cũng không sao cả. Nếu thấy tên hỗn đảng này khó chịu, đến lúc đó giết chết là được rồi. La Tân trầm mặt một lát, thần sắc phức tạp nói: Tên kia cũng không phải dễ giết như vậy. Năng lực trái cây tương đối phiền toái. Bất kỳ công kích nào của ngươi chỉ cần tới gần, tất cả đều sẽ hóa thành tro tàn tiêu tán khắc lạc khắc đạt nhĩ cười nhạo nói không có gì là tuyệt đối miễn là kế hoạch của tôi thành công đạt được minh vương ngay cả thiên long nhân ngay cả thần đều sẽ tiêu tán dưới minh vương huống chi là một người có năng lực mà thôi robin thở dài nói hy vọng đi sau đó ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phương xa không biết đang nghĩ gì biển đông quần đảo ốc găng thị trấn Orin. Cảng hỗn loạn, đang tiến hành giao chiến. Có cái mũi đỏ thẩm hải tặc thuyền trưởng Bút thân thể phân liệt thành mấy đoạn, né tránh trình trấn bắn tới đạn cùng đạn pháo, quơ quơ trong tay chỉ huy đao. Các tiểu nhân. Đánh mạnh vào. Đám gia hỏa này sắp chịu không nổi rồi. Sau này nơi này, chính là cứ điểm của chúng ta. Tiếng nói Robin, dẫn tới hưng phấn hải tặc nhóm hoang hô, sau đó càng thêm ra sức tấn công ở phía bên kia thị trấn bởi vì tất cả mọi người tham gia giao chiến điều này làm cho rất nhiều phòng trong thị trấn trống không một cái màu da cam tóc thiếu nữ lưng đeo một cái bao tải quen đường lật vào các phòng thu tiền tài ngay khi thiếu nữ vui vẻ đến tiền một con chim báo chí rơi xuống cửa sổ thuần thục dùng miệng ngậm một tờ báo từ trong túi ra na mỹ đang đến tiền sửng sốt làm cái gì? Giờ này đưa báo gì? Cắt. Ta không cần đâu. Đừng hồng lấy một xu nào của tôi. Tuy nói là cự tuyệt bỏ tiền, nhưng lại nhìn về phía tin tức. Rốt cuộc là đại sự gì, vậy mà trong khoảng thời gian này khẩn cấp phát báo. Nhưng điều khiến Na Mỹ bối rối chính là, con chim tin tức bỏ lại tờ báo bỏ chạy. Thậm chí cũng không thu tiền. Na Mỹ có chút tò mò nhặt tờ báo lên liếc mắt một cái chính là ảnh chụp của tạp nhĩ nam mỹ hai mắt tỏa sáng, còn rất đẹp trai sao? Sau đó lật xem, rất nhanh liền hiểu rõ sự tình đã trải qua. Nhìn khắp trang báo đều là các đưa tin, nam mỹ không khỏi cảm thán. Này, gia hỏa này trong nhà là quý tộc hay là đại thương nhân a? À? Báo chí khẩn cấp, toàn bộ đều là tuyên truyền cho anh ta. Cái gì mà ánh sáng hải quân? Nói thật dễ nghe. Sao không tới giết bọn ác long đi? Chim báo chí thậm chí không nhận tiền. Cái này cần bao nhiêu tiền a? À? Chỉ sợ tiền chuột cho bọn họ cũng đủ rồi. Đáng ghét. Thật là lãng phí a a a. Thế giới mới. Đảo đóp Băng Hải Tặc Space. Băng Hải Tặc Hắc Đào đang cử hành tiệc lửa trại, cũng nhận được tờ báo này. Acer một bên cắn thịt, một bên nhìn báo chí, miệng lưỡi không rõ nói ra. Quả nhiên. Thất Vũ Hải cùng Hải quân cũng không phải hài hòa. Không ngờ công khai xung đột. Các thuyền viên bên cạnh cười. Ha 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 ha. Vẫn là lão đại có dự kiến trước a, à, mấy ngày hôm trước đã bổ nhiệm rồi. Đó là đương nhiên, hải tặc chính là tự do nhất. Vì cự tuyệt vị trí của Thất Vũ Hải. Cạn ly. Hống. Đúng lúc đó, người canh gác trên tàu chạy đến từ bờ biển thuyền trưởng. Hải tặc trâu trắng có người tới. Là hải hiệp rất bình. Nói muốn ngăn cản ngươi đi khiêu chiến trâu bạc. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.